là rắn sao? Anh không biết. Sao lại có rắn to như thế? Hòn đảo nhện này bất thường quá. Chúng ta phải mau quay lại du thuyền. Đảo nhện. Nhất Phi, nhanh lên. Nhất Phi. Đỗ Thần. Nhất Phi, xin lỗi. Đỗ Thần. Đỗ Thần. Đỗ Thần. Đỗ Thần. Đỗ Thần. Vô học. Đứng lại. Giang Triết, chạy không giải quyết được vấn đề đâu. Phiền cậu nói với anh Long một tiếng. Chỉ cần dự án của tôi gọi được vốn, tôi sẽ trả anh ấy cả vốn lẫn lãi ngay. Anh Long bảo tôi đưa anh qua đó. Nói gì thì anh tự nói đi. Đi thôi. Nói trước nhé, đánh mặt anh bị thương thì tôi không gánh được trách nhiệm đâu nhé.
cậu không sao chứ? Tôi không có ý đâu. Không sao. Khốn kiếp, đánh nó cho tao. Đừng đánh nữa, dừng tay. Anh ta nợ các người bao nhiêu tiền? Đỗ Nguyên Sinh, con gái tôi bị con trai ông lừa đi đâu rồi? Sáng nay thuyền được phát hiện ở đảo Nhện. Con trai tôi và con gái anh Nhất Phi đã mất liên lạc 10 tiếng. Chúng ta phải lập tức đến đảo Nhện mới kịp. Đảo Nhện? Hai đứa nó lại đến đảo đó, bởi vì chúng ta rất có duyên với đảo Nhện. Đỗ Nguyên Sinh, mấy năm trước dự án bảo vệ môi trường Nhện bị nói là phá hoại môi trường sinh thái. Ông đẩy hết trách nhiệm lên người tôi, hại tôi không tìm được công việc tương tự. Giờ lại đến lượt thằng con trai vô dụng của ông hại con gái tôi. Có phải kiếp trước gian kiếp tôi nợ ông không? Khoản anh vay nặng lãi tôi đã trả hết cho anh rồi. Chuyện trước kia đã qua, việc quan trọng nhất bây giờ là cứu con gái anh và con trai tôi. Chuyện sau này thì để sau này tính. Đây là thứ tìm được trên du thuyền của Đỗ Thần. 2 năm trước, khoa học kỹ thuật Qua Sáng đã lén du quan cho chúng ta, hòng tranh giành thị trường. Rồi thêm chuyện đó, vậy nên chúng ta buộc phải đóng cửa phòng thí nghiệm. Anh biết phát hiện này có ý nghĩa gì không? Tôi mặc kệ nó có ý nghĩa gì, tôi muốn cứu con gái tôi. Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì thì ông có kiếm được bao nhiêu tiền cũng vô dụng, bởi vì tôi sẽ liều mạng với ông. Đây còn là gian triết chỉ biết bận rộn nghiên cứu khoa học mà tôi quen biết không? Từ khi nào lại trở nên quan tâm con gái như vậy? Không phải việc của ông. Khi nào xuất phát? Tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Bảy mươi ba, 74, 70, 71, 72, 73, 77, 74, 75, 78, 76, 77, 80, 78, 79. Giáo sư Giang, cô là... Tôi là Phương Tinh, là tiến sĩ môi trường. 3 năm trước, lúc anh tới trường tôi giảng dạy, chúng ta đã gặp nhau đấy. Lúc đó tôi còn hỏi anh một vấn đề về chuyển hóa axit amin. Đề tài nghiên cứu của tôi sau này là làm thế nào để giải quyết vấn đề ô nhiễm trắng bằng cách chuyển hóa gen nhện. Sau khi tốt nghiệp, tôi liền tới Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Nguyên Sinh làm việc. Tôi không nhớ câu hỏi mà cô hỏi lúc đó nữa rồi. Tôi hỏi anh đã kết hôn chưa. Vậy tôi đã trả lời thế nào? Anh nói con gái anh đã 15 tuổi rồi. Đó là chuyện ngoài ý muốn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn này thì tốt. Vậy chắc chắn giờ anh rất yêu anh đúng không? Sau khi ném con gái cho tôi, cô ấy liền bỏ đi, không nhắc nữa. Sao cô lại ở đây? Đảo Nhện là đảo bị ô nhiễm trắng nặng nhất quanh đây. Lần này tôi đến đảo Nhện để lấy mẫu. Giáo sư Giang, tiến sĩ Phương, anh tôi gọi hai người qua đó. Được. Giang Triết, để tôi giới thiệu với anh, đây là Chột Mắt. Đội trưởng đội cứu viện lần này của chúng ta có kinh nghiệm cứu viện dã ngoại trong thời gian dài, dấu chân trải dài khắp rừng rậm nguyên thủy trên thế giới. Anh ta có kinh nghiệm sinh tồn dã ngoại vô cùng phong phú. Những người này đều là học trò của anh ta. Chào anh. Tôi chỉ có một câu muốn nói với mọi người. Bắt đầu từ giờ cho tới khi an toàn rời khỏi đảo Nhện, mọi việc ở đây đều phải nghe theo tôi. Mọi người không ý kiến gì chứ? Còn nữa, lần này chúng ta tới làm nhiệm vụ cứu viện. Muốn uống rượu thì về nhà uống, đừng ở đây làm đồ vô dụng. Anh biết nói tiếng người không đấy? Tôi đang nói tiếng người đấy. Chỉ có anh không hiểu tiếng người thôi. Anh... Được rồi, được rồi. Mọi người nhìn kia. Sương lên rồi. Chuyện bé xé ra to. Mọi người nghe xem, có nghe thấy tiếng gì không?
Mọi người mau nằm sắp xuống. Yểm trợ, giỏ sắt. Đừng nổ súng. Về khoang tàu, nhanh lên. Về khoang tàu hết đi. Dì xích lớp xe, rút. Đi mau, 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 rút mau. Giỏ hết đi. Mau lên. Anh, giỏ sắt giờ ở bên ngoài. Đừng có đi nộp mạng. Anh, Lý Thuần. Giỏ sắt, không sao chứ? Giáo sư Giang, không sao. Không sao chứ, không cần lo lắng. Anh không sao chứ? Cảm ơn. Đám dơi này chỉ đang di chuyển thôi, sẽ không tấn công. Tôi đã bảo đừng nổ súng, tại sao lại không nghe tôi? Tôi đã nói mọi việc phải nghe theo tôi. Vừa nãy anh suýt hại chết học trò của anh. Cậu ta là học trò của tôi. Tính mạng của cậu ta do tôi chịu trách nhiệm. Anh không có tư cách nói chuyện với tôi. Đồ điên. Bắt đầu từ bây giờ, tôi tự chịu trách nhiệm với tính mạng của mình. Đừng ngáng chân tôi là được. Bình thường do đều sống trong hang động, hơn nữa sẽ không hoạt động vào ban ngày. Chắc chắn là gặp phải thứ gì đó. Có phải ông giấu giếm điều gì không? Hòn đảo này là thế nào? Còn nữa, chúng ta chỉ đi cứu người. Tại sao ông phải mời một kẻ điên tới? Những chuyện này tôi không biết. Tôi chỉ biết chúng ta đi càng muộn thì con gái anh và con trai tôi sẽ càng nguy hiểm. Mọi người nhìn kia, tới rồi. Nơi cuối cùng phát hiện ra đổ thần nhà Giang Nhất Phi là chỗ này, do chúng ta đang ở đây. Quanh đây có một bến cảng bỏ hoang. Đi từ bến cảng lên sẽ đi qua một thôn làng bị bỏ hoang. Đi xuyên qua thôn làng sẽ đến cánh rừng rậm này. Đó chính là đích đến. Hòn đảo này, 2 năm trước hòn đảo này bị ô nhiễm trắng, nên người dân trên đảo mới dời đi. Bây giờ đến một cái túi rác cũng không tìm được. Giáo sư Giang, chuyện này là thế nào? Tôi cũng không biết chuyện này là sao. Lẽ nào... Tất cả mọi người đi theo tôi. Mọi người nghỉ ngơi một lát đi. Đây là sắt. Rơi không dở đâu. Ai bảo anh lo chuyện báo đồng vậy? Chuyện của Thuần chính là chuyện của giỏ sắt này. Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất là nghe lời anh Thuần của tôi. Nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Anh tưởng anh như vậy ngầu lắm à? Dư vị tình yêu. Còn anh nữa, anh như thế này mà còn muốn cứu con gái anh. Chưa thấy ông bố nào vô trách nhiệm như anh. Ai bảo nó không nghe lời tôi? Nằng nặc yêu một cậu bạn trai phá của, chỉ có hạng rảnh rỗi mới tới nơi hoang vu như thế này.
Ông nhìn cái gì? Tôi nói con trai ông đấy. Đàn ông chẳng có ai tốt đẹp. Thuần, anh cũng được mà. Good. Giáo sư Giang, Phương Tinh, cứ gọi tôi Giang Triết là được. Giang Triết, anh có phát hiện quanh đây có rất nhiều mạng nhện không? Hòn đảo này là đảo nhện. Có nhiều mạng nhện cũng bình thường. Nhưng kích thước mạng nhện này... hình như vật liệu dệt lên mạng nhện là túi ni lông. Cẩn thận! Đây là nhện phô kết. Cuốn bụng tương đối nhỏ, chân dày mảnh, có độc nhẹ. Con nhện to như quả bóng rổ thế này có bình thường không? Không bình thường. Trên hòn đảo này chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Đỗ Nguyên Sinh, có phải ông biết chuyện gì không? Tôi mà biết chuyện gì thì có để con mình đến đây không? Xuất phát. Không thấy van xe đâu. Van xe. Nhện. Van xe. Van xe. Van xe. Van xe. Mọi người cẩn thận, máu nhện có tính ăn mòn rất mạnh. Nào, đi theo tôi. Chạy mau. Nhưng thầy ơi, đây là mệnh lệnh. Chạy mau, chạy mau, nhanh lên. Rẽ ở đây. Ông đã biết từ trước đúng không? Nói đi. Tôi nói gì chứ? Đám nhện này là thế nào? Từ khi tôi đóng cửa phòng thí nghiệm và sau khi anh đi, tôi đã thả toàn bộ nhện thí nghiệm lên đảo nhện này. Xét tình hình hiện tại thì đám nhện này đều nhờ công lao của anh đấy. Thí nghiệm biến đổi gen nhện của anh thành công rồi. Chúng ăn rác thải nhựa để sống và biến thành thế này. Anh đã thành công biến hòn đảo ô nhiễm rác thải nhựa trở nên sạch sẽ như vậy. Không, hai người đã chết đó không liên quan đến tôi. Thí nghiệm của tôi đã thất bại. Giang Triết, thí nghiệm của anh thành công, anh phải vui mới đúng. Họ nói đúng. Chính tôi đã phá hủy cân bằng sinh thái của hòn đảo này. Đó là cái giá đáng phải trả. Muốn thành công thì ắt phải có hy sinh. Nghiên cứu này của anh chắc chắn sẽ giành giải Nobel. Đó chẳng phải ước mơ của anh sao? Anh hiểu ý tôi mà. Thank you.
Xuất phát. Băng qua đường cây trước mặt là đến rồi. Năm năm trước, để nghiên cứu cách giảm thiểu rác nhựa, tôi đã thí nghiệm với rất nhiều động vật. Cuối cùng tôi phát hiện, chỉ có transaminase trong cơ thể nhện mới có thể biến rác thải nhựa thành vật chất hữu cơ. Nhưng tác dụng khi đó rất bé nhỏ. Sau đó ở phòng thí nghiệm, đột nhiên có hai nghiên cứu viên thiệt mạng vì bị nhện biến đổi gen cắn chết. Họ đều là bạn thân của tôi. Nếu khi đó tôi không cố chấp nghiên cứu thì họ đã không chết. Chính tôi đã hại chết họ. Tôi tưởng rằng thứ mình đã nghiên cứu 10 năm chỉ như một giấc mơ. Không ngờ tôi chỉ biết hòn đảo vốn bị ô nhiễm này giờ đã khôi phục rồi. Sao chỗ này âm u vậy nhỉ? Cứ như chiến trường vậy. Giang Triết, đây là ấu trùng nhện ăn chim, có độc cực mạnh. Ngay cả loại nhện cực độc này cũng bị giết cả đám. Không biết đằng trước có gì nữa. Im mồm đi. Cứu người gấp hơn. Đi nhanh lên. Xuất phát. Lý Thuần, cô có thứ gì phòng thân có thể cho tôi và tiến sĩ Phương Tinh không? Nếu gặp nguy hiểm thì cứ nấp sau lưng tôi. Đây. GPS hiển thị ở chỗ này. Chột mắt. Có manh mối gì rồi? Chưa chắc chắn. Đây là dây chuyền của con gái tôi. Tôi đã tặng nó vào lần đầu tiên gặp mặt. Mọi người cảnh giác hơn chút. Tiến lên phía trước. Đến rồi. Ra đây. Mọi người nhìn xung quanh. Các hướng đều có lối vào. Mọi lối vào đều có mạng nhện. Chúng ta đã vào khu bắt mồi của nhện rồi. Không ngờ lại bị thứ nhãi nhép này làm cho khổ sở. Tôi phải trả thù cho mình và Van Xe. Mọi người nghe đây.
cho lúc Chảnh xuất hiện. Tuyệt đối đừng giết chết nó. Tôi muốn giữ lại nó để tìm ra hang ổ của nó. Thầy, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Đến rồi. To quá. Thầy ơi, không được nổ súng ư? Không được, thứ xấu xí. Nào. Dây xích. Dây xích. Chết đi. Tản ra. Thuần ơi, cẩn thận. Tôi đã bảo không được nổ súng. Cút ra. Muốn cứu con gái thì phải nghe tôi. Mọi người đi theo tôi. Bên này. Dây xích. Tôi sẽ trả thù cho cậu. Chính là chỗ này. Đa số nhận thức môi trường tối tăm và khô ráo. Chắc chắn con gái tôi ở đây. Chuẩn bị vào trong. Phải ra ngoài trước khi trời tối. Chuẩn bị vào trong. Ban nãy cô cũng thấy rồi đó. Con nhện này rất không bình thường. Đây là hang nhện. Cô đừng vào. Tôi phải cứu được con gái mình. Bên trong vẫn an toàn hơn ngoài này. Giáo sư Giang, nhện ở đây bị đột biến à? Hỏi thừa, trên đời này làm gì có nhện to như thế? Nhện ở đây được biến đổi để khắc phục môi trường. Lại thêm môi trường trên đảo bị ô nhiễm nặng. Hai yếu tố này kết hợp lại thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Anh thấy sao Giang Triết? Tôi không biết và cũng không muốn biết nguyên nhân cụ thể. Giờ tôi chỉ muốn mau chóng cứu con gái mình ra. Không đúng, sao chẳng có con nhện nào vậy? Đây là nơi bài tiết của nhện. Giang Triết, anh nghĩ chúng đang ở đâu? Cuối hang. Sao tôi cứ cảm giác có gì đó đang nhìn mình từ đằng sau, im lặng. Chẳng lẽ ở bên trên? Nhện thích chỗ khô ráo. Nước thấm từ đỉnh núi chảy xuống theo đường bậc thang đá này. Sao ở đây lại có cầu thang đá? Chắc là có từ lúc đào quặng ngày trước. Mọi người đi bên này.
kệ tôi. Đi mau đi, đi đi. Phanh xe. Ngay cả thi thể cũng chẳng để lại. Đồ xúc sinh. Ra đây. Ra đây. Đây không phải lần đầu làm nhiệm vụ. Họ đều là học trò của tôi. Tôi sẽ không để họ chết như vậy đâu. Không biết phía trước còn bao nhiêu quái vật nữa. Tỉnh táo lại đi. Tiếp tục tiến lên phía trước. Đi thôi. Chắc chắn họ ở bên trong. Vẫn còn sống. Bảo bế nó ra ngoài. Nhất Phi, Nhất Phi, tỉnh lại đi. Nhất Phi, Nhất Phi, Nhất Phi, tỉnh lại đi. Nhất Phi. Là bố đây, bố đây, là bố đây. Sao giờ bố mới tới? Con không có người bố chịu trách nhiệm như bố. Bố cô đến cứu cô rồi đó thôi. Nhất Phi, con bé nói đúng. Đúng là tôi không có tư cách làm bố. Đổ thần đâu? Đổ thần đâu? Không ngờ anh dám bỏ tôi lại để chạy. Coi như con chưa đến tới số. Lần này con cược đúng rồi. Chúng ta đi thôi. Khoan đã. Giỏ sắt, lốp xe, đi theo tôi. Các người muốn làm gì? Trứng thì ông lấy rồi. Người cũng cứu rồi. Nhiệm vụ của chúng tôi cũng coi như hoàn thành rồi. Nhưng tôi còn một khoản nữa cần tính. Các người muốn đi thì có thể đi trước. Chúng ta bàn bạc điều kiện đã. Phải trở về an toàn. Ba học trò của tôi đã chết. Trở về an toàn được sao? Lý Thuần, đưa họ đi trước. Ông đến đây không chỉ để cứu con ông, mà còn gì thứ này à? Bỏ trứng nhện xuống đi. Anh biết điều này nghĩa là sao không? Bỏ xuống à? Sao có thể chứ? Tôi biết ông muốn tập trung nghiên cứu, nhưng ông không thể mang chúng đi. Chúng ta vẫn chưa chuẩn bị tốt.
Lỡ xảy ra vấn đề thì to chuyện đấy. Hai người bạn của anh chẳng phải do tôi hại chết. Chính anh nhất quyết đòi nghiên cứu. Tôi đầu tư biết bao nhiêu tiền vào anh, giờ muốn từ bỏ à? Muộn rồi. Bố, cứu con. Chột mắt, mau cứu con trai tôi. Cậu ta chết rồi. Nhất Phi, Nhất Phi, con không sao chứ? Con không biết. Chột mắt. Tính cả phần con trai tôi nữa, tôi sẽ trả anh gấp ba. Bớt đi. Đừng. Anh sẽ hại chết tất cả chúng ta mất. Phi, đi thôi. Con trai, bố sẽ về đón con. Làm sao đây? Chột mắt. Nhất Phi, đi mau, đi đi. Mau lên, đi. Hết đạn rồi. Mau nghỉ cách đi. Không thể dùng cái này. Vậy anh nói xem phải làm sao. Tôi là anh cả của cậu. Tôi sẽ bảo kê cậu. Nhất định phải an toàn rời khỏi đây. Lốp xe. Đừng mà. Đi mau, mau lên. Đi. Nhất Phi, nào, để bố cõng con. Thuần, mau lên. Đi. Không, đừng mà. Thuần, anh thích em. Võ sắc. Đi thôi. Đi. Bố, bố thả con xuống đi. Con tự chạy được. Chạy về phía đó.
phía đó có về thuyền được không? Ra khỏi đây an toàn đã rồi tính. Đi, mọi người đi trước, tôi bọc hậu. Mau lên, Nhất Phi. Chạy mau. Mau lên. Chạy tiếp đi, đừng đến đó. Chúng ta chạy tiếp. Con không tin bố. Tôi tin anh. Mau lên đây. Chạy, mau lên. Đồ ngốc. Chúng đuổi theo Văn Triết rồi. Chúng ta mau đi thôi. Không được. Mọi người phải đi cứu bố tôi. Cứu bố cô à? Cô hại chết con trai tôi. Cô nên chết ở đây đấy. Chính con trai ông Nhất Quyết đưa tôi đến đây mà. Bố tôi nói không sai. Con trai ông và ông đều chẳng phải hạng tốt lành gì. Cô muốn chết à? Im lặng. Chạy. Tiêu rồi. Tiêu rồi. Tránh ra. Làm sao đây? Đi thôi. Chạy mau. Mau lên. Ông làm gì vậy? Ông làm gì vậy? Bố tôi còn chưa lên mà. Tránh ra. Nào. Không được chỉ súng vào bố tôi. Bố tôi đã cứu ông đấy. Tôi còn chưa tìm cô tính sổ đâu. Chính cô hại chết con trai tôi. Loại người như anh ta đáng chết. Nhất Phi, im đi. Ném quả trứng nhện này đi. Con trai tôi chết rồi. Công ty của tôi sắp phá sản rồi. Tôi chẳng còn gì nữa. Tôi phải dựa vào quả trứng nhện này làm lại từ đầu.
Ông cũng nhìn thấy loài nhện này nguy hiểm thế nào rồi đấy. Nếu mang về thì chỉ hại người hại mình thôi. Anh có biết vì nghiên cứu của anh mà năm đó tôi bắt bao nhiêu nhện từ hòn đảo này không? Nhưng 5 năm trôi qua, anh chẳng làm được cái quái gì, còn chết mất 2 người. Không những làm công ty tôi sụp đổ, còn để khoa học kỹ thuật qua sáng thừa cơ lợi dụng, thậm chí còn cử một người vào công ty tôi. Phương Tinh, cô tưởng cô đổi tên thì tôi không biết cô là ai sao? Không cần nhìn, cô ta chính là cô chủ Trịnh Man của khoa học kỹ thuật qua sáng. Tôi cố ý để cô ta theo tới đây đấy. Xem như cô ta tốt số, không bị nhện cắn chết. Tôi nói cho anh biết, tôi không những phải mang trứng nhện về, anh cũng phải cùng tôi về để làm nghiên cứu. Chính anh khởi xướng dự án này, anh phải chịu trách nhiệm đến cùng. Cô đến đây cũng là vì nhện sao? Lúc trước là vậy, bây giờ không phải. Cô lừa ai thế? Nhìn hòn đảo này xem, rác thải nhựa đều bị nhện tiêu quá sạch. Bố cô sẽ không tranh giành với tôi sao? Phòng thí nghiệm của tôi đóng cửa, có công lao rất lớn của cô ta đấy. Để phá sập công ty tôi, cô ta và bố cô ta cố ý tố cáo tôi. Có 2 nhân viên nghiên cứu tử vong lúc làm thí nghiệm. Tôi đến đây là vì gian triết. Tôi hiểu rồi, cũng chẳng trách. Hiện giờ cũng chỉ có gian triết có thể tiếp tục nghiên cứu này. Chột mắt, chúng ta về thôi. Mấy người đừng ồn ào nữa được không? Có thể để anh tôi nghỉ ngơi một lát không hả? Bây giờ trời tối rồi, lại không có thuyền, chúng ta về kiểu gì? Chột mắt, đừng quên tôi trả anh bao nhiêu tiền. Nghe theo tôi, bây giờ đi ngay. Chột mắt này đã cầm tiền thì chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng ông cũng đừng quá quên quan. Học trò của tôi chết nhiều như thế, ông phải tăng tiền cho tôi đấy. Nếu dành có thể trở về thì tôi trả anh gấp 4. Anh từng hứa với họ không thể để họ chết vô ích. Vị trí bây giờ của chúng ta vừa khéo ngược lại với vị trí chúng ta đến. Nếu chúng ta đi bộ thì ít nhất phải mất 1 ngày. Vậy bây giờ làm sao? Xung quanh đây có một xưởng thuyền bỏ hoang, đi xem thử còn thuyền nào dùng được không, sau đó đi thuyền từ đây về luôn. Ngày mai xuất phát, tôi và em gái đi tìm thuyền. Sau này không được bố cho phép thì không được bỏ nhà đi nữa. Nếu không phải tại bố nợ một đống, ngay cả tiền thuê nhà cũng không trả nổi, thì con sẽ ra ngoài ở rồi quen phải thằng tôi đổ thần và bị lời đường mật của anh ta lừa gạt sao? Nếu không phải tại bố thì con sẽ cùng anh ta đến hòn đảo này du lịch sao? Im miệng, con cứ nói đấy. Đều tại bố. Nếu không phải tại bố mắc sai lầm, còn chẳng gánh nổi trách nhiệm. Nếu ban đầu bố không ấy ấy với mẹ con thì sẽ có con sao? Bố thì hay rồi, như chẳng có chuyện gì ấy. Bố có biết mẹ con nuôi con trưởng thành vất vả đến nhường nào không? Vậy tại sao bà ấy ném con cho bố, sau đó biến mất không tìm thấy bóng dáng? Mẹ đến tìm bố, thấy bố sống còn chẳng bằng mẹ. Lẽ nào bố có tiền giúp mẹ quá trị sao? Chẳng bằng bà ấy sao? Tiền ăn mặc sinh hoạt đi học của con, có cái nào không phải của bố không? Quá trị? Quá trị gì cơ? Thôi vậy, dù sao mẹ con cũng qua đời rồi, nói với bố cũng chẳng sao. Bà ấy bị ung thư, sau đó mất rồi. Con nói cái gì? Sao bà ấy không nói cho bố biết? Bố không cần giải giờ đau lòng, mẹ có bạn trai rồi, không cần bố bận tâm.
Bố sai rồi. Con nói đúng. Bố không phải một người bố có trách nhiệm. Bố nợ con một lời xin lỗi. Cũng nợ mẹ con một lời xin lỗi. Được rồi. Đàn ông con trai mà như đàn bà ấy, nhìn bố thế này là thấy phiền. Bố cứ từ từ mà đau khổ đi. Tuy tận mắt chứng kiến sự biến đổi của hòn đảo này, chứng kiến thành quả nghiên cứu của anh, cũng biết nếu nghiên cứu này thành công sẽ có thị trường lớn đến thế nào, nhưng mục đích bây giờ của tôi thực sự không phải như anh nữa. Xin anh tin tôi. Đợi an toàn ra khỏi đây rồi nói. Thế nào? Tìm được một con thuyền ở bến thuyền bỏ hoang cách đây không xa. Lập tức xuất phát. Không được, ban đêm không thấy rõ đường biển. Tối nay mọi người nghỉ ngơi ở đây, sáng mai xuất phát. Tên khốn này. Nhất Phi, Nhất Phi, dậy đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Đỗ Nguyên Sinh chạy rồi, còn dẫn nhận tới đây nữa. Lẽ nào ông ta không biết chúng ta ở bên trong sao? Không biết ba tiếng súng này sẽ dẫn biết bao nhiêu con nhận đến đây. Tên khốn này, bây giờ phải làm sao? Làm sao đây? Mọi chuyện đều do tôi mà ra. Tôi đã sai ngay từ đầu rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này. Bố, đây không phải lỗi của bố. Chúng tôi đều có lỗi, đều phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Mọi người đừng tranh nữa, mau nghĩ cách rời khỏi đây đi. Mọi người đi theo tôi. Mau đi thôi. Khốn kiếp. Phiên, Phương Tinh, ra đằng sau đi.
đưa chứng nhận cho tôi. Ông nói cái gì? Ai lấy chứng nhận của tôi? Rốt cuộc ông đang nói gì? Tôi đếm đến ba, phải đưa tôi ngay, nếu không tôi bắn đấy. Anh ơi, tránh ra. Anh không sao chứ? Một, hai, ba, bố. Ở chỗ tôi. Không phải nhanh nghĩ đâu, tôi muốn ném nó đi. Bỏ vào đây. Còn nói mục đích không phải nhện. Xuất sinh. Đưa họ đi đi. Anh, mặc kệ anh, đi đi. Anh ơi, mau đi đi. Mau đi thôi, anh ơi, đi mau. Anh ơi, đi đi. Anh ơi, đi mau. Giang Triết, tôi đánh tráo trứng nhện không phải chị mang về đâu. Tôi biết, nếu cô muốn lấy thì cô đã lấy lúc ở hang nhện rồi. Lúc nào rồi mà bố còn lòng dạ nói chuyện này? Phía trước là thuyền rồi, lên được thuyền là chúng ta an toàn rồi. Mau lên. Phương Tinh, cô đi lấy thuyền. Được. Nhất Phi, bố có chuyện muốn nói với con. Bao năm qua, bố dần dần đánh mất bản thân. Lần này ra khỏi đây, bố sẽ không uống rượu nữa, cũng sẽ không oán trách trời đất. Bố sẽ sống thật tốt. Con cũng phải sống thật tốt. Đừng quen bạn trai lung tung nữa. Bảo vệ tốt cho bản thân. Đừng tùy tiện tin tưởng người khác. Tại sao bố lại nói những lời này, làm như đang trăn trối ấy? Có những lời vẫn nên nói trước thì tốt hơn. Để bố bọc hậu, con đi đổ xăng cho thuyền, được không? Được ạ. Có làm được không? Tất nhiên rồi. Tốt lắm. Lũ khốn bọn mày. Anh ơi, giỏ sắt, các anh em, em đến đây. Đừng. Mau lên, khởi động thuyền đi. Mau lên. Mau, mau lên.
Bố ơi, bố không sao. Không sao rồi. Bố ơi, làm sao đây? Phải sống thật tốt nhé. Bố ơi, bố yêu con. Bố ơi,